Bây giờ mục số 1 trong phần ôn tập này đó là tìm cho cái mặt cong S có phương trình F lớn x y z bằng 0. À. Và bắt các bạn sẽ là tìm phương trình tiếp diễn pháp tuyến tại M, tại điểm M nào đó. Thì ở mỗi phần cô sẽ nói lại cái lý thuyết trước, được nhá. Sau đó sẽ đưa ra ví dụ cho bạn. Thứ nhất, bây giờ bạn nhớ cho cô này, phương trình mặt cong S có dạng gì? F x y z bằng 0 ha. Các bạn nên nhớ cho cô là ở vế bên bên phải này luôn luôn là phải đưa về bằng 0. Nếu như mà D chưa cho bằng 0 thì bạn phải chuyển vế về đảm bảo nó bằng 0 thì bạn mới bắt đầu đi tính nha. Lúc này tính cho cô là gì? F phẩy theo x, F phẩy theo y, F phẩy theo z, được chưa nào? Sau đó bạn sẽ thể số để tìm ra được là F phẩy theo x tại M bằng bao nhiêu? F phẩy theo y tại M và F phẩy theo z tại M, được chưa nào? Từ đây bạn sẽ có phương trình tiếp diễn. Tiếp diễn sẽ là mặt đúng không? Như vậy viết dưới dạng phương trình tổng quát nha bạn. Phương trình tiếp diễn này. Tiếp diễn sẽ có phương trình là gì? F phẩy theo x tại m các bạn nhân với x mà trừ đi x m. Thế nào? Cộng với f phẩy theo y tại m nhân với y trừ đi y m ha. Cộng với f phẩy theo z tại m nhân với z trừ đi z m, thế nào bằng không. Đây là phương trình tiếp diễn. Sau đó bạn thể số vào bao nhiêu đây ghi ra ha. Tiếp nữa là phương trình pháp tuyến. Pháp tuyến tức là phương trình đường thẳng đúng không, và nó vuông góc với tiếp diễn tại tiếp điểm m, được chưa nào. Thì phương trình của nó sẽ có dạng như sau, x y z nha bạn. Phương này sẽ bằng f phẩy theo x tại m đúng không, nhân với t cộng với x m, được chưa nào. Rồi là f phẩy theo y tại m nhân với t cộng với y m ha. Và cuối cùng là f phẩy theo z tại m nhân t cộng với z m, được chưa nào. Trong trường hợp này nhớ t này thuộc vào R ha. Bạn lại tiếp tục thay số, thể số vào tương đương bao nhiêu đây, ghi lại cho cô là xong nhá. Thì đây là một bài tròn vẹn luôn, được chưa nào. Cứ về làm lại cho cô là được. Bây giờ cô sẽ lấy một ví dụ này. Trong đợt này mình sẽ làm bài có chứa tham số, như là cô lấy thử một bài ha. Câu số 1 đây này. Ví dụ thế này các bạn. Trong không gian R3, được nhớ nào, cho mặt cong S có phương trình là như vậy. Hãy viết lại phương trình tiếp diễn và phương trình pháp tuyến của S tại điểm M có tọa độ tương ứng là như vậy ha. Thì bây giờ trong trường hợp này ở đây A, B là gì? Trong đề người ta sẽ cho A là ngày sinh của bạn, B là tháng sinh của bạn. Thì bây giờ cô lấy ngày sinh tháng sinh của cô ha. 3, được chưa? B bằng 1, được chưa nào? Nhìn chung là cô đi thi cũng khá là hên bởi vì là gì các bạn? Số nó nhỏ, được chưa? Còn trong trường hợp bạn mà số lớn hơn thì có thể tính toán mệt hơn một tí xíu thôi, bởi vì bạn có máy tính rồi thì cũng ảnh hưởng gì nhiều nhá. Bạn thế vào, nhưng mà quan trọng nhất là bạn thế phải đúng số nhé. Là từ cái số này bạn ráp vào bạn sai là đã sai nguyên bài rồi. Như vậy ở đây bạn sẽ có gì nào? F đã nhớ là phải đặt nha các bạn. Ở đây người ta chưa gọi f x y z thì mình sẽ đặt ra f x y z bằng gì. Bạn tự động biết rằng a là bằng b bằng ha. Ví dụ như đây là cô lấy ngay của cô này, thì bạn sẽ có này sẽ bằng hai lần z này em ngủ phải không, b ở đây bằng 1, như vậy cô sẽ được là x trừ đi 2y ha, cộng với 50 trừ đi a trừ đi b tức là trừ đi 4, như vậy được 46 đúng không. 46 nhân với 3x trừ đi 8y cộng z, được nhá, trừ đi 2z cộng 4 không, thế nào. Như vậy sau khi thay xong nhớ check lại giúp cô một lần nữa xem mình đã tính toán đúng chưa. Nhiều bạn tính cái hệ số này đã sai rồi, do đó sai nguyên bài luôn, được nhất nào. Thật ha. Đây suy ra được f phẩy theo x bằng mấy? Đáo hàm riêng theo biến x, như vậy sẽ xem là y z là hằng số đúng không? Như vậy chỗ này bạn sẽ được là vẫn là 2 z e mũ x trừ đi 2 y, được chưa? Tiếp, bên này x thì như vậy là đưa con 3 này ra được đúng không? Và trong này mất, như vậy 46 mà nhân 3 là 120 thêm 18 là 138 đúng không? Rồi trừ đi 2 z cộng 4 đáo hàm bằng 0, được nhá. Tương tự như vậy bạn tính cho cô f phẩy theo
Ơi 2 dãy pin à? Ừ rồi, ok cô ghi sai đi. Đấy, đó thấy chưa, cô như vậy là đi, là đi nguyên bài rồi đó. Về chỗ này 2 dãy pin ha. Tiếp tục ép phẩy theo y ha, có gì nhắc cô nha bạn. Ép phẩy theo y như vậy chỗ này, e mũ này đưa được xuống là -2, bạn sẽ được là gì? -4 lần z e mũ x trừ đi 2 y đúng chưa? À, đáo 20 này như vậy bạn sẽ được là -8 và nhân với lượng này 4832 320 ha, như vậy được là trừ đi 300 thêm 4 nữa là 368 à nhá. Đúng ha. Rồi. Đáo hao theo y phía sau mất được nhá nào. F phẩy theo theo z sẽ bằng mấy? F phẩy theo z, đáo hao theo z thì chỗ này sẽ mất này. Con z còn lại 2 lần e mũ. 2 lần e mũ x trừ đi 2 y ha. Tiếp tục chỗ này đáo hàm theo z thì còn lại 46, còn với 46 này trừ đi 4 z được nhá. Rồi ở đây cái biểu thức của nó khá là lớn, cái đó bạn sẽ lấy máy ra bạn tính toán nhá, nhưng mà nhớ cho cô phải để là e là e chứ không được đưa về số thập phân được nhá nào. Như vậy f phẩy theo x bằng bao nhiêu tại điểm m ha, tọa độ của điểm m của chúng ta là đây. Như vậy trong trường hợp này bạn thể giá trị vào bạn được gì này, chỗ nào có x là bằng 2, chỗ nào có y là bằng 1, như vậy e mũ này trở thành 1 nha. Như vậy chỗ này sẽ bằng 4 ha, 2 nhân với y z là 2 là 4 này cộng với lượng này, như vậy bạn sẽ được là bằng 142 đúng không? F phẩy theo y tại điểm M sẽ bằng mấy? Z là bằng 2, như vậy chỗ này trừ 8, trừ thêm cái này nữa. Như vậy chỗ này sẽ là trừ 376 ha. Rồi, F phẩy theo Z tại điểm M sẽ bằng bao nhiêu? Chỗ này sẽ được là 2 cộng 4 46, như vậy 48 mà trừ đi 8, như vậy còn 40 đúng không? Còn 40 ha. Rồi, từ đây bạn có gì? Phương trình tiếp diện nhé của S tại M. Đầu tiên bạn ghi công thức lại cho cô, F phẩy theo X tại M x trừ đi xm này cộng với f phẩy theo y tại m nhân với y trừ đi m ha. Cứ như vậy f phẩy theo z tại m nhân với z trừ đi z m không thế nào, thế số vào bằng được bao nhiêu? Chỗ này là 142 x trừ đi ở đây là 2 đúng không, cộng với f phẩy theo y là bằng trừ đi 376. Như vậy bạn được trừ 376 nhân với y trừ đi 1 đúng không? Cộng với f phẩy theo z, như vậy trong trường hợp này là 40. Z trừ đi 2 bằng 0, được chưa? Sau đó bạn rút gọn đi, như vậy chỗ này 142 x trừ đi 376 y cộng với 40 z. Bao nhiêu bạn? Sau này bằng bao nhiêu? Cô cộng lại ha. Chỗ này bạn sẽ được là 142 nhân 2 nhân với trừ 2 này cộng với 376 rồi là trừ đi 80 ha. 12 cộng 12 không nhớ nào. Tương tự như vậy bạn có phương trình phạm diện xin lỗi phạm tuyến đúng không, của S đấy nhá, cái M. Như vậy trong trường hợp này ghi dễ dàng tham số x sẽ bằng f phẩy theo x tại m t cộng với x m, y sẽ bằng f phẩy theo y tại m ha nhân t cộng với y m, và cuối cùng là z sẽ bằng gì? F phẩy theo z tại m nhân t cộng với z m ha, tương đương đáp số vào như vậy x y z sẽ bằng hệ số là 142 này trừ đi 376 này và gì các bạn 40 ha t cộng với bên này 2 bên này 1 đúng không, bên này 2 đúng không, bên này thuộc vào r, bạn thấy ổn các bạn. Như vậy đây là một bài tròn vẹn dạng số 1 thế nào, câu hỏi gọi gì đúng không?
Rồi ha. Như vậy đây là dạng số 1 xong nha bạn. Tham số thì chẳng qua là thể vào rồi tính thôi. Bây giờ phần số 2. Cho đường cong L có dạng là fxy bằng 0 tính cm, tức là tính độ cong nha bạn. Bài này thì liên quan đến đáo hàm của hàm ẩn á. Các bạn đã vào. Rồi. Chào tưởng ha. Bây giờ ở đây bạn sẽ có một số 2. Đó là gì? Cho đường cong fxy bằng 0. Thế nào? Và bạn cần tìm độ cong ha. CM nhé nào. C tại điểm M đâu đó. Bây giờ nhớ cho cô này. Đường cong mà nằm ở trong hai chiều, ý nhá, trong không gian hai chiều thì có thể cho dưới ba dạng, một là đường mín phải không? Y bằng y x ha. Hai là tổng quát f x y bằng 0. Thứ ba là x bằng x t và y bằng y t. Thế nào? Có ba dạng như vậy. Thì trong trường hợp này chúng ta đang xét dạng ở giữa, tức là dạng tổng quát. Bây giờ muốn tìm công thức độ cong, muốn tìm độ cong thì bạn sử dụng công thức trong trường hợp này đúng không? Tức là trong phần này bạn phải tìm đáo hàm của hàm ẩn. Thế nào? Bây giờ cô nhắc lại ha. Thứ nhất thì công thức độ cong bạn cần tìm này, công thức độ cong ha. CM sẽ bằng gì? Y 2 phẩy đúng không? Tại cái điểm M lấy trị tuyệt đối. Cái này sẽ là một cộng với y phẩy tại M như thế nào các bạn? Bình phương và tất cả cái này mũ 3 phần 2. Thế nào? Đây là công thức các bạn cần phải có để ráp vào. Rồi. Bây giờ muốn tìm y phẩy bạn sử dụng cái gì? Tính y phẩy ha. Tính y phẩy thì cách dễ nhất đó là bạn dùng công thức có sẵn. Thì bạn sẽ từ cái fxy bằng 0 đây này. Bạn sẽ tìm cho cô là f phẩy theo x bằng mấy. Được chưa nào? F phẩy theo y bằng mấy. Tức là đây là đáo hàm riêng của hàm f theo x và y ha. Sau đó bạn sẽ suy ra được y phẩy chỉ bằng công thức là trừ f phẩy lớn theo x chia cho f phẩy lớn y. Được chưa? Và sau đó là suy ra y phẩy tại điểm M. Thì bạn thể giá trị vào số nhé nào bằng chấm hỏi được nhá. Sau đó muốn tìm được đáo hàm cấp 2 thì bạn làm gì các bạn? Y 2 phẩy ha. Tính y 2 phẩy thì bạn sẽ mang cái biểu thức y phẩy ở trên này này đem đi đáo hàm lần nữa nhé nào. Nhưng lúc này nhớ cho cô có một sự khác biệt đó là gì? Có ai nhớ bạn nhớ là gì? Trong y có x mà không? Nhớ là y ở đây là hàm theo biến x được nhá. Tức là bạn xem chữ y này là u á, được nhá. Y này là u. Tức là nếu như bạn có là y bin mà đem đi đáo hàm thì nó không phải bằng 0 mà nó sẽ là 2 y nhân với y phẩy, được nhá nào. Tức là y đáo hàm thì bằng 9 y đáo hàm chứ không phải là bằng 0, kiểu vậy á, được nhá nào. Thì bạn sẽ tính ra được y 2 phẩy rồi từ đây bạn thể số ha. Để tìm ra y phẩy tại y 2 phẩy tại điểm M được nhá nào. Bằng mấy rồi ráp vào công thức ban đầu trên này thì bạn sẽ xong nhá. Đây là quy trình để giải dạng này. Kiểm một bài ha. Đây ví dụ đây cũng có một bài dạng tham số luôn ha. Thì chúng ta có gì này? Bạn có ở đây cô vẫn sử dụng ngay sin thẳng sin của cô, a bằng 3 b bằng 1 nha các bạn. Đó nhá, nhắc nhiều phải nhớ nhé. Rồi bây giờ bạn sẽ có gì? Fxy trong trường hợp này là gì? Chưa có, chưa đặt thì phải đặt để chúng ta dễ dàng gọi tên ha. Đặt f lớn xy sẽ bằng 3 trừ đi x nhân với y. Còn với a ở đây bằng 3, như vậy 3 lần x bình trừ đi 4. Còn với e mũ b, tức là x trừ đi 2b bằng 1 ha, trừ đi 2 bằng 0. Điểm M của chúng ta có tọa độ là 2, 1 nhá.
Bây giờ đầu tiên các bạn sẽ tìm y phẩy bằng cách nào? Tính f phẩy theo x, f phẩy theo y ha. Đương nhiên trong trường hợp mà tìm y phẩy này các bạn, bạn có thể làm luôn là đáo hàm hai vế luôn, bạn không cần xài công thức này nữa. Bạn đem đi đáo hàm hai vế cái biểu thức f lớn này theo biến x luôn cũng được. Mà thông thường các bạn không thích cách đó lắm nhá. Do đó bạn nào mà rành mà biết rồi thì bạn có thể làm kiểu đó. Còn cô ở đây cô chỉ trình bày cái cách mà theo đa số các bạn thường hay làm thôi ha. Bạn thích cái này hơn thì cô sẽ trình bày theo đa số. Còn bạn nào thích thì có thể tự xem lại bài ở chương 1 nhé. Như vậy ở đây bạn có gì? F phẩy theo x bằng mấy nào? F phẩy theo x đáo hàm cùng trong này được trừ 1 đúng không? Như vậy được là trừ y này. Nha. Cùng thứ hai đáo hàm theo x. Như vậy chỗ này sẽ được là 6x nữa. Được nhá. Có ai vào? Rồi, 6x ha. Rồi, tiếp tục. Bên này sẽ được gì các bạn? Cộng với e mũ. Nha. Đáo hàm theo x này. 1 nhân với y này. 6x này. E mũ này. Được nhá nào. Tiếp tục. F phẩy theo y được bao nhiêu? F phẩy theo y. Bạn đáo hàm theo y sẽ được là xem x là hằng số nha các bạn. Như vậy bạn sẽ được là 3 trừ đi x này. Nhá nào. Cái này sau này không hết. Được nhá. Sau này toàn x. Không hết. Từ đây suy ra được. Y phẩy sẽ bằng trừ f phẩy lớn theo x chia cho f phẩy lớn theo y đúng không? Như vậy chỗ này ha, trên có thể giữ nguyên và dưới đổi dấu luôn, trừ y này cộng với 6x này cộng với e mũ x trừ đi 2 chia cho đổi dấu lại là x trừ đi 3 đúng không? Từ đây cô suy ra được y phẩy tại điểm m ha. Y phẩy tại điểm m trong trường hợp này là m là x m này và y m này có nghĩa là tại hai các bạn. Thế nào? Bạn thích thì bạn ghi m luôn được. Thế nào? Sẽ bằng gì? Trong trường hợp này bạn sẽ chỗ nào có x ở trong công thức này thì bạn sẽ thay toàn bộ là x của m là bằng 2 ha. Như vậy x bằng 2. Y thì thay bằng y m là bằng 1. Thế nào? Phải ráp số vào bạn được bao nhiêu? X bằng 2. Như vậy chỗ này 1, chỗ này là 12. Là được 13. Trừ 11 vẫn là bằng 12 đúng không? Cái này x bằng 2. Như vậy trừ 1 đúng không? Trừ 12 à? Được nhất à? Bạn thấy ổn các bạn? Chỗ nào sai thì bảo cô ha. Bây giờ muốn tìm y 2 phẩy thì sao? Từ cái công thức sau này, bình thường bạn để vậy thì bạn sẽ tính đáo hàm u chia v. Đấy nhá. Từ sau bạn suy ra cái gì? Bạn nhân ngược lên mà đáo hàm như gì? Từ sau bạn suy ra được là x ha, trừ đi 3 nhân với y phẩy sẽ bằng trừ y cộng với 6x cộng với e mũ x trừ đi 2 đúng không? Từ đây bạn có gì? Đáo hàm hai vế thức này. Biểu thức này cô ký hiệu là hai sao đi ha. Theo x để nhá nào. Rồi. Ở đây cô lưu ý ghi chú cho bạn nha. Cái này ghi chú cho bạn chứ không phải ghi vào bài ha. Xem chỗ nào chữ y á, là u ha. Đó. Bạn có gì? Bây giờ x trừ đi 3 nhân với y phẩy đem đi đáo hàm theo x được gì? Cái này nó sẽ không cho ra không mà dạng là u nhân v đáo hàm. Nha. Ở bây giờ u đáo hàm theo biến x. Như vậy x trừ 3 đáo hàm theo x thì được 1. Nhớ nào. Như vậy 1 nhân với y phẩy ha. Suy ra được y phẩy này. Được nhá. Cộng với x trừ đi 3 giữ nguyên y phẩy đáo hàm thì được y 2 phẩy. Bán. Bằng. Vậy bên này đi đáo hàm trừ y đáo hàm được trừ y phẩy. Cái này dễ rồi ha. Như vậy 6 và e mũ x trừ đi 2. Ổn không? Từ đây bạn có thể thể số luôn rồi rút ra một lần cũng được. Thể số bạn thể được gì? Bạn cho x bằng mấy? X là bằng 2 đúng không? Y sẽ bằng 1 và chỗ nào có y phẩy thì thay bằng số chúng ta vừa tính được là trừ 12. Vì sao? Vì nếu như trong trường hợp này bạn thay x là bằng 2 vào ha, tức là thay toàn bộ của điểm M này, thì chỗ nào có y phẩy là y phẩy tại M, chỗ nào y 2 phẩy là y 2 phẩy tại M. Được nhá nào? Vậy chúng ta sẽ thu được chạy như vậy, theo M hết. Theo toàn đồ của điểm M hết. Được nhá nào? Như vậy từ đây bạn có này, chỗ này có y phẩy đúng không? Y phẩy thì chúng ta thay lại là trừ 12. Cái này tính đúng đúng không nhỉ? Rồi ha, đúng ha. Rồi. Sai là sẽ sai nguyên một dăng nha các bạn. Như vậy chỗ này là trừ 12 này, cộng với này.
2 trừ đi 3, như vậy trừ 1. Trừ đi y 2 phẩy ha, tại điểm M này bằng trừ của y phẩy, như vậy cộng 12, cộng 16, cộng với bên này là 1 ha. Vậy từ đây suy ra y 2 phẩy tại M bằng 7 các bạn. Chuyển qua như vậy là trừ 24, bên này là 18, 19 đúng không? Trừ đi 31 à. Phải không hả? 24, 6, rồi 31 đúng đấy ha. Vậy bạn có gì? Đồ cống ha. Của C ha, của đường cong C tại M. Có tọa độ 21 là như sau. Công thức ghi ra CM sẽ bằng trị tuyệt đối Y2 phẩy tại M nhé. Chia cho 1 cộng với Y phẩy bình, Y phẩy tại M bình phương. Tất cả mũ 3 phần 2. Được nhé nào. Như vậy chỗ này trị đổi của trừ 31 là bằng dương 31 đúng không? Chia cho thì cứ ghi vậy đi ha. Rồi. 1 cộng với Y phẩy là trừ 12 phương. Tất cả mũ 3 phần 2. Được nhé. Vậy chỗ này bằng dương 31 chia cho 12 là 144, như vậy 145 đúng không? Mũ 3 phần 2. Được nhé. Bây giờ bạn thích rút gọn gì thì rút, thích gần bằng gì thì gần bằng. Được nhé nào. Cho thấy không? Được ha. Cô đi tiếp sang dạng số 3 nha các bạn. Tay, giơ tay gì hả Lương? Lương có hỏi gì khác? Ôi thế số sai là sai cả bài nha em. Được chưa? Cách làm công thức thì cô sẽ cho là vì giả sử như bài này mà 2,5 điểm cô cho thế nào? Cô sẽ cho thứ nhất là tính đáo hàm này. Các bạn này, nếu như trong trường hợp bạn thể số mà sai cả bài là 0 điểm nha các bạn, là coi như là chạy bài của người khác, bởi vì ngay sin tan sin của mình mà sao lại rạp vào sai là sao? Được nhá. Đương nhiên cái AB này này, tức là bạn ghi ngay sin a ghi b rồi nhưng mà bạn rạp vào đấy sai ấy, thì đó là lỗi của bạn. Còn mà bạn ghi ngay từ đầu a, em xin giả sử như cô xin ngay mùng 3 tháng 1 cô lấy bài của bạn mùng 9 năm chẳng hạn, được nhá. Xong cô thể vào đây 9595, nguyên cả bài là 0 điểm ngay lập tức, được nhá nào. Riêng bạn nào mà ghi đúng cái AB này nhưng mà ráp số vào đây sai, coi như là cũng đi cả bài rồi em, nhưng mà em sẽ bị sai cái này, bị sai cái này đúng không? Chỉ đúng công thức này. Và đúng công thức dưới này thôi. Làm thì có thể là cô cho 0,25 thôi chứ cũng thể cho nhiều được, được nhá nào. Tóm lại là phải do chứ. Hả? Sao vậy em? Ủa, trong D người ta nói cái gì hả em? D nói ngay sin thẳng sin mà. A là ngay sin của em, B là thẳng sin của em, của sin viên của em chứ không phải là của bạn khác, được rồi, người nào mà làm ngay của bạn khác là không điểm á ha. Nhá. Thầy cô luôn luôn sẽ có một cái list ngay sin thẳng sin. Thế nào? Mà lớp mình thôi cô nghĩ là các bạn chụp luôn cho cô cái thẻ sinh viên giống như hôm bữa vừa rồi mới kiểm tra đi ha, đảm bảo là cô nhìn cái là cô thấy ngay và thấy luôn cái mặt của em, được chưa nào. Đó. Hỏi gì không? Như vậy đáo hàm có điểm nha, chỗ này giả sử như chỗ này cô cho 0,5 chẳng hạn ha, chỗ này được là 0,5, này được 0,5, chỗ này thế vào được 0,5 chẳng hạn. Tính đáo hàm này được 0,5 vậy rồi 2 1,75 rồi, tức này 0,25, này 0,5 nữa, đủ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, đó. Một bài có thể chia điểm như vậy chẳng hạn. Thế nào? Thì em thấy là từng bước là có số mà các bạn lưu ý này. Mỗi bạn sẽ cho ra một kết quả khác nhau. Thầy cô không có thời gian mà để đi mà. Gọi là sao nhỉ? Em đúng cách làm, em sai kết quả không đâu. Được nhá. Đến bây giờ là đúng, giả sử em làm đúng ngang đây thì cô cho 0,5, đúng ngang đây cô cho chừng này. Sai là sai, được nhá. Em thể số sai là do em sai, được nhá nào, là em sai hết cả bài. Thì bây giờ nhớ là cẩn thận cho cô. Nhiều bạn nói chung là rất là đáng tiếc là rạp số vào là đã sai ngay từ đầu cái hàm ép này rồi. Thế về cô nhớ, cô nhắc các bạn luôn là cứ ép này phải do thêm một lần nữa rồi mới đi làm, được nhá nào. Và cái đáo hàm riêng này em phải chắc chắn này. Nhiều người sai thì cái đáo hàm riêng này thì cũng đi nguyên cả bài luôn, được nhá nào. Cẩn thận thôi. Có hỏi gì nữa không?
Số 3, áp dụng tích phân bội 3. Ơi, hỏi đi em. À, qua đi ha. Ok. À, bây giờ tích phân bội 3 tính thể tích của hình trụ đúng không? Cái này còn gì để bàn nữa luôn á. Ôi, cô đang ghi này, nãy giờ đang ghi á. Cô đang ghi, yên tâm đi ha. Chỉ đi phân bội 3. À, thể tích hình trụ. Rồi, một. À, cho thêm mấy cái D á. D thì cô đã gửi cho lớp mình từ đầu năm rồi. Rồi, ok ha. Nói chung là các bạn cứ yên tâm đi, cứ học đi đã, từ từ đi. Tích phân bội 3, thể tích hình trụ ha. Bây giờ tích phân bội 3, công thức tính thể tích sẽ là gì các bạn? Thể tích của V ha sẽ bằng gì? Tích phân 3 lớp ở trên V. Cái gì các bạn? Dx, dy, dz đúng không? Thế nào? Bây giờ tích phân bội 3 tính thể tích của hình trụ thì cũng là vậy thôi. Bạn bạn chặn hình trụ thì sẽ là gì nào? V này này. X, y, z này. Được nhá. Thuộc vào R3 sao cho thỏa mãn. Giả sử như là x bin cộng y bin nhỏ bằng 9 chẳng hạn. Rồi là gì nữa bạn? Z chạy từ 1 tới 5 chẳng hạn ha. Đây là hình trụ đúng không? Như vậy các bạn chắc hình dung được rồi. Chắc cô cũng cần phải vẽ đó ha. Như vậy, xin lỗi, 1. Như vậy ở đây là vị trí 1 đúng không? Cái này sẽ là gì? Là 5 ha. Cô phát sơ thôi ha. X pin có nghĩa pin nhỏ bằng chỉ như vậy bán kính là bằng 3 được nhá. Rồi. Thì như vậy chắc chắn trong phần này phải đổi biến qua tọa độ trụ là điều không thể bàn cãi rồi ha. Thì tiếp này. Thì V này á các bạn lưu ý một điều là các bạn rất hay sai, nếu như trường hợp mà nguyên cả cái V là thế này này thì khi bạn đổi biến qua tọa độ trụ như bạn, cô đang nói công thức trước ha, nói công thức trước nha. Quay lại với cái công thức của mình này. Sau khi có cái này rồi thì bạn sẽ sử dụng đổi biến tọa độ trụ nhé. Rồi, sẽ là gì các bạn? X sẽ bằng R cột phi. Y sẽ bằng R sin phi. Được nhé nào? Z bằng Z. Đúng nhé. Jacobi bằng gì? Jacobi bằng R. Được nhé nào? Từ đây bạn sẽ đi chặn R, phi và giải cho cô ha. R sẽ chặn bao nhiêu? V phẩy ha. Đi lại R, phi, giải này. Chặn bao nhiêu đó? Được nhé nào. Từ đây suy ra tích phân Y chính bằng thể tích đúng không? Y sẽ bằng tích phân ở trên V phẩy. Một khi đã ghi xong V phẩy rồi thì nhớ là nhân với Jacobi này. DR, D phi, d dz tức là theo biến mới mà bạn vừa đổi được nhá. V phẩy thì đi đi kèm với r phi z, v thì đi kèm với gì? X y z. Công thức này là công thức ban đầu thì bạn nhớ là ghi ra trước cho cô, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu đổi được nhá nào. Thì bây giờ cô nhắc một số dạng hình trụ này. Nếu như trụ mà bình thường thế này như vậy là lấy nguyên cả cái trụ này đúng không? Nếu như phương trình thế này thì lấy nguyên trụ. Lấy nguyên trụ á thì lúc này bạn sẽ có r phi z sẽ bao nhiêu? Trong trường hợp này R sẽ chạy mấy các bạn? Hình chiếu xuống là hình tròn tâm ô bán kính bằng 3 đúng không? Vậy R sẽ là 0,3. Phi sẽ lấy nguyên cả hình này đúng không? Như vậy sẽ là 0 đến 2 pi được nhá. Z thì chẳng sẵn là mặt từ mặt 1 đến mặt 5 rồi, được chưa nào? Như vậy bạn chẳng được V phẩy là thế này. Nhá. Bây giờ này, hôm qua kiểm tra lớp mình có cái miền V kiểu này này. Mà nhiều người làm nên là nhiều người làm sai ha. V là x y z này. Trụ x pin có cái pin nhỏ hơn là bằng 9 vẫn giữ nguyên này nhé nào. Cô cho thêm là x lớn nhỏ hơn bằng 0, y lớn hơn hoặc bằng 0. Còn là gì các bạn? Z chạy từ 1 tới 5. Bây giờ các bạn này, nó khác so với ở bên trên là có thêm cái điều kiện này đúng không? Tức là
ứng với phần x nhỏ hơn không và y lớn hơn không thì bạn mới lấy. Tức là khi mà bạn chiếu xuống phần hình chiếu đúng không nhỉ? Thì mình chỉ lấy cái gì thôi bạn? X ở bên này, y ở bên này đúng không? X nhỏ hơn không nhá, và y lớn hơn không, như vậy bạn sẽ lấy bên này này. Nếu như trong phần này thì bạn sẽ lấy là gì? Phi sẽ chạy đâu? Đương nhiên R và Z thì không đổi, chỉ có phi là thay đổi thôi. Trong trường hợp này sẽ phải là từ pi chia 2 đến điểm pi đúng không? Thế nào? Ngược lại, nếu như cô mà lấy cái miếng này chẳng hạn, nếu như cô chỉ lấy miếng này thôi. Thế nào? Miếng này thì ứng với x như thế nào các bạn? X y thế nào đây? Miếng này là x nhỏ bằng 0 phải không? Y nhỏ bằng 0 thì phi sẽ chạy thế nào? Các bạn, trong trường hợp này phi chạy bao nhiêu? Từ pi để 3 pi chia 2 hoặc từ trừ pi ha, để nhỉ? Trừ pi chia 2 đúng không? Được đúng không? Ok ha. Hoặc là nếu như trong trường hợp bạn cái D ha, lấy cái miếng này á thì sẽ ứng với gì? X nó lớn hơn hoặc bằng 0 ha. Y nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì như vậy dẫn đến phi trong trường hợp này này sẽ là trừ pi chia 2 tới tới 0, hoặc là có thể là 3 pi chia 2 ha, để nhỉ? 3 pi chia 2 pi đến 2 pi được chưa nào. Thì tóm lại là người ta có thể lấy 1 phần 4 hoặc là lấy một nửa được chưa, hoặc là lấy 3 phần 2, tóm lại là tùy được chưa nào. Thì bạn phải dựa vào cái điều kiện kèm theo ở đây được chưa nào để suy xét và lấy cho nó chính xác được nhá. Thì phần này cô nghĩ là không có vấn đề gì đâu, nó cũng khá là dễ được chưa nào. Bạn chỉ cần là xác định đúng thì cần ở đây là ráp vào đúng thôi. Bây giờ các bạn muốn cái D hôm qua đúng không? Hôm qua cô có chụp lại hả? Hôm qua để cô nhớ này. Hôm qua là cô gọi cho lớp mình làm kiểm tra ha. Chưa ha. A giải thích 2. Cô không thể tìm được nó rồi, giải thích 2. À đây, đây. Rồi. Bạn chờ một tí nhé. Rồi ha, đây là bài hôm qua chúng ta làm này. Hình thể tích luôn, y chang luôn ha. Vậy cái này là hình trụ. Về đây có. Việt có sang bên này có được không? Vẫn ngon lên ha. Rồi. Bây giờ bạn có đánh giả sử cái bài này, bài hôm qua nha. Bạn có gì? Trong trường hợp này cô phải lấy ngay sin tan sin của cô, a bằng 3 b bằng 1 ha. Thì như vậy ráp vào ở đây R sẽ được mấy các bạn? Ở đây b bằng 1 như vậy 1 trừ đi 5 là trừ 4 nha. Như vậy chuyển đổi là dương 4 bình phương lên là 6 bình này nhá, là 36 nè. A ở đây bằng 3 này nhá. Như vậy tốt nhất các bạn nên ghi lại một lần nữa cái miền V của mình nhá. V có gì? V sẽ bằng như nào? X, Y, Z thuộc vào R3. Sao cho thỏa mãn? Ở đây hai trụ lồng nhau ha. Nhọn bằng 36, đúng nhá. X lấy nhọn bằng 0, Y lớn bằng 0. Và Z chạy từ 0 tới 3, đúng nhá nào. Thì đây là D của mình. Nhưng về bài này bạn làm gì? Bạn có thể tích ha.
sẽ bằng, ký hiệu là y ha. Tích phân 3 lớp trên v dx dy dz nhé nào. Trong trường hợp này nếu như mà bạn muốn vẽ hình thì cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi rườm rà một tí. Cô chỉ vẽ hình chiếu thôi nhá. Hình chiếu thì trong trường hợp này bạn sẽ có là hai hình tròn lồng nhau đúng không? Tròn thứ nhất là bằng 1. Cô vẽ tương đối thôi ha. 2 là bán kính bằng 6. Nha. Ví tọa độ ha, 1 6 nha. Rồi. Bên này x, bên này y. Bây giờ bạn có này. Trong trường hợp này hình chiếu xuống là ứng với x nhỏ không ha, và y là lớn hơn hoặc bằng không. Như vậy phần chúng ta cần lấy là phần ở đây, được nhất nào? Chứng tỏ là phi sẽ chạy từ pi chia 2 đến đến pi đó. Lúc này bạn sẽ đặt gì? Đặt luôn là sang tọa độ trụ x sẽ bằng r cột phi đúng không? Y sẽ bằng r sin phi, được nhất nào? Z bằng z đúng nhỉ? Đó. Từ đây bạn có Jacobi sẽ bằng r. V phẩy sẽ bằng gì? V phẩy sẽ chặn lại R phi và Z ha, thuộc vào R 3. Và cho thỏa mãn, R nằm bao nhiêu đây các bạn? Chặn ha, sẽ là từ bán kính của đường tròn nhỏ đến đường tròn lớn, được nhá nào? Như vậy trong trường hợp này từ 1 tới 6. Vì góc nhìn vào đây thì biết rồi, sẽ là từ pi chia 2, các bạn nên vẽ hình chiếu ra để xác định nha. Pi nha. Và Z, Z thì theo D có rồi là từ 0 tới 3. Như nào? Đó. Như vậy ráp vào bạn sẽ được nhìn. Suy ra Y sẽ bằng ha, tích phân 3 lớp ở trên V phẩy nha các bạn. V phẩy là theo biến mới thì hàm này là hàm 1 đúng không? Dx, dy, dz như vậy R nha. R, d phi, dz. Trong trường hợp này là siêu dễ rồi. Ba cận r phi z đều là cận số, như vậy tách ra 1 6 r d r ha. Nhân với d phi thì như vậy bên này pi chia 2 tới tới pi. Nhớ nào. Nhân với gì các bạn? 0 3 d z đúng nhá. Rồi. Như vậy trong trường hợp này nguyên hàm lên bạn sẽ được là r bình chia 2 đúng không? Thế cần 1 6 nhân với phi. Thế cần là gì? Pi chia 2 pi đúng không? Nhân với z thì cần 0,3 đúng nhá. Ở chỗ này được là 36 chia 2 là 18 ha. Trừ đi 1/2 nhân với pi chia 2 nhân với 3 đúng không? Từ nhân lấy cho ra kết quả. Ổn các bạn. Vậy đây là dạng số 3 đúng nhá. Rồi ha. Tính tích phân bội 2 trên miền D giới hạn bởi đường thẳng và parabol. Rồi. Tích phân bội 2 trên miền D giới hạn bởi đường thẳng và parabol ha. Mục số 4 đúng không? Tích phân ha, bội 2. Miền gồm có là đường thẳng và parabol. Tích phân bội 2 thì bạn sẽ có y sẽ bằng gì? Tích phân hai lớp trên d ha, của cái hàm fxy nào đó. Dx dy, thấy nhá nào. Trong đó d sẽ là miền giới hạn bởi đường thẳng và parabol thì nó sẽ có trường hợp nào nào? Bây giờ thứ nhất ha, ví dụ giống như là cái parabol có hai kiểu nha các bạn. Kiểu thứ nhất là parabol ngửa lên thôi ha. Ở vậy đường thẳng có thể là xiên từ bên này qua được chưa, hoặc là bên này qua được chưa nào. Bây giờ giả sử thế này đi, thì khi này bạn sẽ chắn miên thế nào? X này, y này, o này, miên giới hạn bởi nhá, như vậy là miên này các bạn. Lúc này thì bạn sẽ cho x chạy cần số đấy, được nhá. X này chạy từ A ở đây đúng không? Đến B ở đây đúng không? Nhớ nào, B. Như vậy x sẽ chạy từ A tới B này.
Còn y, y sẽ chạy từ parabol đúng không? Parabol phương trình gì thì bạn sẽ biến đổi để đưa ra y bằng ha, parabol này. Cô chỉ ghi theo kiểu hiểu thế ha, bên này là đường thẳng D nhá, để đường thẳng D. Nhá nào. Để đường thẳng, thẳng nhất nào. Trường hợp thứ hai nữa là gì các bạn? Nó theo chiều ngược lại thôi. Trường hợp nữa. Giả sử cô cho cái gì? Cô cho là nó ngửa lên thế này ha, úp xuống nhá. Nó cũng có thể là chặn theo kiểu này. Đặc biệt quá ha, cô vẽ lại tí. Thôi mèo được nhá. Đây. Thì lúc này bạn sẽ có vị trí này là A đúng không? Vị trí này là B đúng không? Đây. À. Thì lúc này bạn cũng thấy này. Rõ ràng khi mà đổ xuống thì cái miền này sẽ có cần x là chạy từ A tới B này. X là chạy từ A tới B. Bây giờ sẽ theo chiều tăng của trục OI đúng không? Chiều tăng của trục OI gặp phải đường thẳng trước thì như vậy đường thẳng thay vì parabol là cần giữa nhá. Thì bây giờ đường thẳng sẽ là cần dưới và cái parabol này là cần trên. Được chưa nào? Đấy là trường hợp là cái parabol dạng bình thường. Nghĩa là tức là phương trình parabol là y bằng bao nhiêu theo x á. Đây là y bằng bao nhiêu đó theo x ha. À, tuy nhiên có trường hợp nếu như mà nó quái hơn một chút thì có thể là dự bán nó nằm ngang chẳng hạn, tức là nó xoay nhìn cái trục xoay theo chiều của trục OX á. Như vậy ở đây bạn có đây. Ở đây nếu như bạn gặp phải cái parabol kiểu này chẳng hạn. Cô vẽ mẹo ha, nhưng mà ý là nó xoay về hướng này. Đây ha. Cái miền các bạn cần lấy là miền này chẳng hạn ha. Thì lúc này bạn sẽ cho cái nào là chạy cần số đi các bạn. Trong này là vẫn là x là AB. Ừ đúng rồi AB. Y này sẽ chạy từ đường thẳng ha. Lên parabol ha. Còn bên này này bạn sẽ cho AB, Y là chạy từ A đến B. Nhá nào. Và x x sẽ chạy từ theo chiều tăng của trục OX là chiều dưới này đi lên đúng không? Bạn sẽ đụng phải cái thằng parabol trước. Như vậy parabol sẽ là cần dưới, thứ nhất là và đường thẳng sẽ là cần trên. Hoặc ngược lại thì nó sẽ là như thế này đúng không? Thế này. Thì như vậy trong trường hợp này đường thẳng là cần dưới và parabol là cần trên, thứ nhất là. Thì tùy vào trường hợp cái nào mà bạn chặn lại miền cho đúng và lấy miền hàm lên thôi. Được chưa? Rồi. Bây giờ dạng này thì chắc đề kiểm cũng hơi khó đó. Thì cô sẽ thử xem hôm nay có không, còn có nữa. À đây gặp ngay luôn ha. Đây, ví dụ bài này. Rồi ha. Bây giờ tính khối lượng của bảng phẳng, khối lượng của vật chất ha, khối lượng vật chất bảng phẳng này thì là giới hạn bởi đường cong parabol và phải chứ nào y bằng bao nhiêu đó biết khối lượng riêng tại điểm M là như vậy chứ nào. Thì cái công thức mà tính khối lượng thì ở đây không hỏi nên là cô nói luôn này sẽ là bằng thích phân hai lớp trên d của cái hàm rho x y dx dy được nhé nào. Và lúc này bạn sẽ thu luôn được cái hàm ở đây là gì, x cộng 3 đấy nhé, dx dy. Trong đó parabol và thì đường thẳng được chứ nào. Bạn chỉ cần có thể không vẽ hình cũng được, bạn có thể phác sơ sơ được nhá. Phác sơ sơ thì bạn sẽ thấy thế này này, cái parabol này này sẽ là ngửa lên đúng không? Nhá. Thôi để cô vẽ cái trục ra ha. Ngửa lên và tọa độ tại một như vậy chỗ này như xuống tí. Bây giờ bạn có này, bạn thấy đỉnh của nó sẽ rơi vào đâu các bạn? Cũng giống như parabol y bằng x pin đúng không? Nhưng mà nó sẽ nhích lên một tí như vậy, nhích lên tại vị trí một. Rồi, như vậy nó sẽ cho ra đây. Rồi ha, 24 cử lên cao, trên này đại khái đi. Cô vẽ thì cũng đẹp rồi, bên này hơi hơi bị bỏ lại tí. Bên này thì gì? Bên này là đỉnh là một ha. Một này. À, nếu như cho mà
x mà bằng 0 thì y bằng 4. X bằng 0, y bằng 4 ha. 0, y bằng 4. 4 thì trên này là 2, là 5 này. Tầm tầm đấy ha, cô đại khái thôi. X mà bằng 1, 1 thì 6, 6 là lên trên này. Tóm lại là nó sẽ nghiêng theo cái chiều này các bạn. Thế nào? Nghiêng theo chiều này ha, cắt tại hai vị trí này chẳng hạn. Thì phần cần tính cái biên D là biên này, được chưa? Đương nhiên là bạn phải gì? Phải tìm tọa độ ra thì bạn phải biết chính xác được giao điểm. Như vậy bạn có phương trình phân đồ giao điểm ha. Như vậy trong trường hợp này bạn sẽ có x bình cộng 1 này sẽ bằng gì? 2x mà cộng 14 đúng không? Từ đây tương đương x bình trừ đi 2x trừ đi 3 bằng 0 đúng không các bạn? Như vậy tương đương ha. X bằng trừ 1. A trừ B cộng C bằng 0. Như vậy x sẽ bằng trừ 1 hoặc là trừ C chia A. Như vậy x bằng 3 đúng không? Y bằng 3. Thế nào? Như vậy vị trí này hạ xuống là trừ 1 này. Bên này hạ xuống là bằng bằng 3 này. Thấy nhá. À, suy ra giao điểm là gì các bạn? Giao điểm của hai thằng này là gì? Ghi giao điểm ra để chẳng qua là mình nhìn cho dễ thôi ha. Trừ 1. X mà bằng trừ 1 thì bạn có thể thế vào đây chẳng hạn. Trừ 1 bình phương cộng 1 như vậy được 2. Được chưa nào? À, điểm thứ hai là 3. 9 cộng 1 là 10 đúng không? Đó. Như vậy y trên này ở với 10 á. Đấy nhá. Đương nhiên cô vẽ là đại khái thôi. Như vậy trong trường hợp này bạn chặn lại bên D là gì? D có dạng gì các bạn? X chạy bao nhiêu? X trong trường hợp này cần số phải không? Chạy từ trừ 1 tới 3. Đây, hai cái điểm X ha. Trừ 1 tới 3 này. Y. Y sẽ chạy từ cái parabol đúng không? Lên cái phương trình đường thẳng. Như vậy parabol thì bạn có là gì? X bình cộng 1 này. Đường thẳng ở bên này Y sẽ bằng 2X cộng 4 này. Bạn muốn chắc ăn kiểm tra lại thêm một lần nữa liệu rằng hàm này có phải là nhỏ hơn cái này không thì bạn sẽ để ý này. X mà chạy từ trừ 1 tới 3 thì giả sử như là x bằng 0 phải không? X bằng 0 nằm trong khoảng này đúng không? Hoặc là x bằng 2 phải không? Bây giờ bạn thể y bằng 0 vào 0 thì bên này được 1 mà bên này được 4 như vậy y chạy thế này là đúng ha. 2 vào cũng vậy, 2 thì bên này mới được 5 trong khi 2 bên này sẽ được là 7 rồi, được nhá. Như vậy nó đúng ha. Thế này. Chứng tỏ cái thằng này nằm dưới và đường này nằm trên. Như vậy bạn chặn cần dưới cần trên như vậy là ổn. Được chưa nào? Bạn hiểu ý của nó không? Từ đây làm gì nữa bạn? Tính thôi. Sau khi có cần rồi thì bạn trả vào bạn có gì? Vậy ha, suy ra y bằng gì nào? Trong trường hợp này chỉ là m thích phân cần từ trừ 1 tới 3 để x ha. Cần từ x bình cộng 1 2x cộng 4 được nhá. Bên này là x cộng 3 dy được nhá nào. Như vậy chỗ này bạn sẽ lấy nguyên hàm theo biến y, đương nhiên xem x là hằng số đúng không? Như vậy bạn có gì? Tích phân cần từ trừ 1 tới 3 này của x cộng 3 y đúng không nào? Thế cần y sẽ bằng x bình cộng 1 và y sẽ bằng 2x cộng 4 được nhá. Để x ha. Chỗ này bằng cần trên sẽ là x cộng 3 của giữ nguyên nha bạn. Trong này sẽ là gì các bạn ạ? Trong này sẽ là trên sẽ là 2x cộng 4 mà trừ đi x bình trừ đi 1 đúng không? Thì x đúng không? Đó. Rút gọn đi bằng mấy trừ 1 3 ha. X trừ đi 3 nhân với x cộng 13 nhân với x bình trừ x bình này cộng với 2x cộng 3. Để x được nhá. Từ đây bạn sẽ bung ra nhấn vào thôi. Chỗ này chỉ có cái cách là nhấn vào để đưa về cái hàm bậc 3 đúng không? Rồi tính tiếp. Cái này chắc tự tính được ha. Thì cố lưu ý các bạn này. Trong dạng này nếu như mà kiểu này thì cũng có cái gì khó hả? Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà cần thì bạn có thể xài cái công thức này nhé. Nguyên hàm của n để x này. 9 bằng ax cộng b mũ n cộng 1 đúng không? Chia cho n cộng 1 nhân a đúng không? Cộng c. Thế nào? Công thức này nếu như sai được chỗ nào thì tự sai. Thế nhé nào.
Nếu như trong trường hợp mà cái hàm này mà có cộng thêm y nữa chẳng hạn, chỗ này mà có cộng thêm y nữa ha, nguyên hàm theo y thì bạn nên lấy theo kiểu này thì sẽ dễ hơn. Nhưng mà ở đây bài nó khá là dễ, chỉ có ít thôi thì bạn không cần thế nào, lấy nguyên hàm bình thường. Bạn có câu hỏi gì ở cái phần này không? Không hỏi gì cả ha. Vậy thì cô lại đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục mục số 5 ha. Mục số 5 tính khối lượng, à có khối lượng à. Mạng phẳng D giới hạn bởi ba đường thẳng. Ba đường thẳng mà cắt nhau thì tạo thành cái gì các bạn ha? Đúng rồi, miền tam giác đấy nha. Rồi cái này thì chắc chắn là phải sai công thức cô vừa nói luôn á, tính khối lượng bằng phẳng ha. Miền đó là giao nhau của ba đường thẳng nhé, giới hạn, giới hạn. Rồi như vậy thứ nhất được nhá, miền giới hạn này sẽ là miền tam giác được nhá nào. Khối lượng, công thức khối lượng bằng phẳng là mới sai luôn ở cái bài ở bên trên. Khối lượng của cái bằng phẳng miền D có hàm khối lượng riêng là rho được nhé nào, thì sẽ có công thức là thế này được nhé nào. Miền tam giác thì trong trường hợp này sẽ có những cái trường hợp nào có thể xảy ra? Thứ nhất các bạn, nếu như là ba đường thẳng thì người ta đã cho sẵn cho sẵn là phương trình của từng đường thẳng đó rồi, hoặc là cùng lắm là người ta sẽ cho kiểu là dạng tọa độ điểm ba đỉnh tam giác, sau đó bạn phải viết lại phương trình đường thẳng được chưa. Vậy đứa bạn nào mà chưa nhớ lại cái, không nhớ cái phương trình, cách viết phương trình đường thẳng thì về xem lại cho cô ha, cái đó là cơ bản hết sức luôn nhá, cô không nhắc ở đây nữa. Bây giờ bạn có này ô này ít ha, cô sẽ đưa ra một số phương trình cái tam giác mà một số dạng tam giác, và đây có luôn cái tam giác luôn. Nói chung là tam giác đều đó thực kế ha, đều cũng chả sao, mình chỉ cần cái dạng thôi. Dạng này nữa. Hai cái này khác gì nhau? O, X, Y. Còn dạng dễ hơn nữa là gì các bạn? Còn một dạng dễ nữa đó là khi mà tam giác này là tam giác vuông cân ha. Đây. Có thể theo phía này hoặc theo phía kia vậy cũng được ha. Rồi như vậy ở đây cô có ba cái hình được nhất nào. Rồi bây giờ có này, trong cái phần này ha, cái miền D mà dạng như vậy thì bạn sẽ chặn cái này là cái nào là cần số đây. Chỗ này đổ xuống là A đúng không? Chỗ này là B đúng không? Đỉnh này là đỉnh A, bên này đỉnh B, bên này đỉnh C ha. Thì như vậy trong trường hợp này bạn biết chắc là x sẽ chạy từ mấy các bạn? Lúc này chạy x là cần số thì sẽ rất là dễ, được chưa? Còn nếu như trường hợp bạn chạy y là cần số thì sẽ từ vị trí này này mà lên đến vị trí này này, nhưng ha, cần dưới thì cái này nhưng cần trên thì bạn thấy bốc phải hai đường khác nhau đúng không? Cái đó phải chia miền đấy nhá. Vậy để tránh tình trạng chia miền thì bạn phải chọn hợp lý. Như vậy trong trường hợp này x này chạy từ A tới B các bạn. Còn y sẽ chạy từ đâu? Từ phương trình đường thẳng AB đúng không? Bạn sẽ đi theo chiều tăng của trục OI ha, gặp phải đường thẳng AB ở cái đoạn AB này. Quét từ đâu này tới đâu kia thì nó luôn luôn là đường AB, đoạn AB này được nhá. Như vậy cần dưới sẽ là AB này. Cô nói cần dưới là AB có nghĩa là sao? Cần trên có nghĩa là BC ha.
Nói như vậy có nghĩa là nếu như phương trình này á là ví dụ ha là x y bằng ha là gì nhỉ? Y sẽ bằng x cộng 2 chẳng hạn ha. Thì có nghĩa ở đây AB sẽ là x cộng 2, tức là bạn phải rút y ra bằng bao nhiêu theo x rồi cái vế bên này là sẽ là theo x này, được chưa nào? Và nhớ là đây là cô ghi cái cô giảng bài thôi, các bạn không ghi vào bài là y nằm từ AB tới BC nha, không ghi kiểu đó ha. Hay là cô ghi để bạn hình dung thôi, được nhá. Như vậy trong trường hợp này bạn sẽ có từ đường AB tới đường BC. Bài bên này, cái hình bên này thì sao các bạn? Bên này thì chạy cái nào cần số các bạn? Lúc này chạy y cần số dễ hơn đúng không? Như vậy từ đây là A này, bên này là B này, được nhá. Thì bạn sẽ có y chạy từ A tới B, được nhá nào. Cô sẽ có lúc này sẽ x là chạy ham theo y thế nào, như vậy sẽ chạy từ là có thể là x1 y đấy ha lên x2 y. X1 y là đường nào, bên này đường này này, đường này sẽ có phương trình là x bằng x1, x bằng x1 y, ta cùng ghi phương trình thế này đi để các bạn đỡ nhầm, và phương trình này sẽ là x sẽ bằng x2 y ha. Rồi, như vậy bên này cô cũng có thể ghi lại theo kiểu như vậy. Bên này sẽ là gì nào? Bên này sẽ là y bằng ha, y bằng y1x nha. Và y sẽ bằng y2x được chưa? Đó. Vậy từ y1x đến y2x. Như nào? Rồi. Trường hợp số 3 ở bên này thì sao nhỉ? Trường hợp số 3 này đặc biệt gì nào? Nếu như trường hợp này bạn thích chẳng x là cần số cũng được ha. Thì nó sẽ chạy từ A tới B, được nhất à? Cần y thì chạy từ đường này đến đường trên này. Còn nếu như bạn thích chẵn y là cần số cũng được thì nó sẽ chạy từ C ở đây, D ở đây ha. Và chạy x là từ cái đường này lên đường trên này, được nhá. Như vậy trường hợp mà tam giác vuông vuông cân mà kiểu mà song song với cả trục tọa độ thế này này thì dễ đúng không? Có thể là gì? X chạy từ A tới B. Y sẽ chạy từ gì các bạn? Chạy từ y1 ha. Y bằng y1 nhé. Và sẽ y bằng y2x đấy nhá. Như vậy chỗ này sẽ là y1x. Thôi mình cứ làm một trường hợp đi ha. Y2x đấy nhá. Hoặc ha. Hoặc y gần số cũng được. Được nhá. Và x này sẽ là hàm theo y. Rồi. Thì đây là những cái dạng mà các bạn thường thường gặp trong cái phần tam giác. Mà từ cái phần tam giác này thì chắc chắn là kiểu gì thì kiểu cũng hay gặp phải cái hàm này. Thế nào? Gặp phải cái tích phân này cần phải phải sai đấy nhá. Như vậy phần này nhớ luôn cho cô cái công thức này ha. Rồi. Bây giờ cô lấy thử một bài miền tam giác thôi, được chưa nào? Cái con này cũng hơi khó là để chọn cho chính xác một cái câu y như cái đề đây. Hoặc là cô sẽ ra thử ha. Bây giờ bạn thích gặp phải trường hợp nào đây? miền nào hả? Cô cho cái miền này ha. Miền này. Cái này gọn lại đặc biệt một chút. Rồi, như vậy trong trường hợp này cô có này, vị trí này là một đi ha. Đây là đường thẳng y bằng x này. Y bằng x này. Bên này đường thẳng 2 3 4, bên này 4 ha. Rồi như vậy đây là đường thẳng là x cộng y bằng 4 này. Thấy chưa nào? À xin lỗi, 4 thì phải 5, 5. Chỗ này x cộng y bằng 5 ha. Bên này là đường thẳng x bằng 1. Thế nào? Như vậy tính ha. Tính gì? Tính
Khối lượng nhé, khối lượng của bảng phẳng nhé nè, có hàm khối lượng riêng này. Giả sử như là x cộng y, rho bằng x cộng y ha. Với cái miền D này á, là giới hạn bởi ba đường thẳng như cô cho ở bên này, D giới hạn bởi x bằng 1 này, y bằng x này, và x cộng y là bằng bằng 5, được chưa nào? Thì trong trường hợp này các bạn, trong trường hợp này mà gặp phải cái này thì bạn phải vẽ được cái hình ra trước, được chưa nào? Rồi sau đó bạn sẽ nhận định tọa độ, rồi bạn tìm điểm giao cắt. Bạn mời cô một tí nhé. Lúc này bạn sẽ có gì? Bạn phải tìm điểm giao cắt trước, được nhá nào? Bạn vẽ cái đường thẳng đó ra và tìm điểm giao cắt, được nhá. Thì đây là bạn có O này, X này, Y này. Thì rõ ràng ở đây bạn đặt là điểm A chẳng hạn, bên này là điểm B chẳng hạn, bên này điểm C chẳng hạn. Muốn vẽ phương trình đường thẳng, vẽ đường thẳng ha, thì bạn chỉ chọn hai điểm trên đó rồi nối lại thôi, được nhá. Như vậy. Hình như vậy. Tọa độ điểm A ở đây là bao nhiêu? Tọa độ điểm A ở đây thì bạn có thể thấy là gì? Cũng cần phải ghi ra cũng được ha, ghi ở trên hình cũng được. Như vậy A ở đây bạn được là 1 1 ha. B. B thì ứng là giao của đường thẳng y bằng x ha. Đây là cô nhạc của bạn thấy rồi này, x cộng y bằng bằng 5 này, thấy chưa nào? Như vậy trường hợp này là thế vào thì x sẽ được là 5 phần 2 và y là được 5 phần 2 đúng không? B là 5 phần 2, 5 phần 2. Cô ghi đây cho tiện ha, 5 phần 2, 5 phần 2. Điểm C là ứng với x bằng 1 thì y bằng mấy các bạn? Y sẽ bằng bằng 4, được nhất à? 4 vào đồ ha. Thì đương nhiên là bạn cũng không cần phải giải chi tiết ra là phương trình giao điểm bao nhiêu, nhưng mà bạn phải ghi được tọa độ và xác định tọa độ đúng. Nhé nào. Còn nếu như giải ra thì càng tốt, giải ra thì càng chi tiết đấy nhá. Như vậy khi này bạn sẽ có gì này? Khối lượng là gì? Khối lượng theo công thức sẽ là tích phân hai lớp trên d của cái hàm rho x y đúng không? Dx dy đấy nhá. Chỗ này ráp vào thì bạn sẽ được là tích phân d của gì hàm x cộng y này. Dx dy đấy nhá nào. Miền d trong trường hợp này sẽ là thế nào? Miền D thì bạn có ha. Lúc này tốt nhất là chặn x là cần số các bạn. Như vậy x sẽ chạy từ 1 mà tới 5 phần 2 đúng không? Nhất là chỗ này đổ xuống là 5 phần 2. Đấy nhất là. Đó. Y sẽ chạy từ đường này lên đường trên này. Đấy nhất là. Như vậy đường ở phía dưới là AB đúng không? Chặn lại y này. Ở trong trường hợp này bằng x rồi. Và y ở trên giải ra sẽ là 5 mà trừ đi x. Đấy nhất là. Đáp vào chúng ta có gì? Bây giờ cô sẽ xài công thức ở trên cho bạn thấy ha. M sẽ bằng này. Tích phân của cái hàm này ha thì sẽ ghi là 1 tới 5 phần 2 của x ha. Bên này y sẽ là x tới 5 trừ đi x của x cộng y. Để y đúng không? Chỗ này nguyên hàm 1 5 phần 2. Cô sẽ nguyên hàm toàn bộ theo biến y luôn. Như vậy chỗ này sẽ là x cộng y bình phương chia 2 đúng không? Hệ số đứng trước y là bằng 1. Đấy, theo để cô khó hơn một tí, cô cho hệ số là bằng 2 đi ha. Cô sửa lại d này. Chỗ này cho 2 lên cho nó khó này. 2y ha. Như vậy chỗ này 2y. Phải nhá. 2y. Chỗ này bạn cộng với 2y nha. Như vậy chỗ này sẽ được là x cộng với 2y này. Mũ 1 n bằng 1 đúng không? Thì bình phương nó thành mũ 2 này. Chia cho n cộng 1 là 2 này nhân với hệ số đứng trước con y là 2 đúng không? 2. Thì là công thức này cô vừa nói á, đấy nhá nào. Thế cần là y sẽ bằng gì? X và y sẽ bằng 5 trừ x đúng nhất nào. Rồi, đấy, để x đấy nhá. Từ đây ráp vào bạn sẽ được gì nào?
Vâng, tích phân cần từ 1 tới 5 phần 2 ha. Của bao nhiêu? 1 phần 4 ở ngoài, đẩy ra ngoài nha, 1 phần 4 đẩy ra ngoài. Câu này sẽ có thế gần trên vào, tức là x cộng với 2y đúng không? Tức là 2y là 10 này, trừ đi 2 như vậy trừ đi x đúng không? Bình phương. Gần dưới là x, như vậy bạn sẽ được là 3x đúng không? Tất cả bình phương để x được chưa nào? Đó, có thể tính như vậy. Chỗ này thì bạn có thể bung ra cái đa thức bậc hai này khá là đơn giản, có thể bung ra tính luôn hoặc để như vậy làm luôn cũng được, được chưa nào? Như vậy trong trường hợp này bạn sẽ có 1/4 này. Chỗ này sẽ được cái gì? 10 trừ đi x ha, mũ 3 chia cho 3 nhân với trừ 1 đúng không? Nhé nào. Còn với 3x bin như vậy là 3x mũ 3 chia cho 9 đúng không? Chia cho 9 được nhé nào. Thậm chí chỗ này thì như bạn làm theo kiểu kia thì có vẻ đơn giản hơn đó hả? Thế cần từ 1 tới 5/2 được nhé. Rồi, trả số vào cho ra kết quả. Hoặc là bạn làm theo kiểu thứ hai là bạn tính bình thường đúng không? Như vậy vì bài này có số nó đơn giản các bạn. 1/4 này nguyên hàm của 1 tới 5/2 này. Của bao nhiêu? Có 10 là 100 đúng không? Trừ đi 20x ha. Còn với x bin. Còn với 9x bin đúng không? Để x. Đấy nhất nào. Thì về bản nguyên hàm lên thì bạn sẽ được 10x bin, như vậy là 10x mũ 3 chia 3 đúng không? Trừ đi 20, như vậy trừ đi 10x đúng không? Và còn với 100x đấy nhá. Ngoài này 1/4 thế cần vào là xong. Bằng chấm hỏi được chưa nào? Ok ha. Rồi. Lớp mình đã càng ngày càng trở rồi. Đấy nhá nào. Rồi. À, vì sao B bằng 5 phần 2 ha? Tọa độ điểm B đúng không? Ok. B thì bạn sẽ là tìm giao điểm của hai đường thẳng này. Bây giờ bạn thấy đường thẳng bên này là đường thẳng có phương trình là x cộng y bằng 5 đúng không? Đường thẳng bên này là phương trình y bằng 1, y bằng x. Như vậy bạn giải phương trình đó thôi. Tìm phân đồ giao điểm cũng được nhá. Hoặc là giải hệ phương trình thì tìm x, y luôn cũng được. Tức là bạn tìm điểm giao thôi bạn. Điểm giao của hai cái này ha. Có phải là từ đây là y bằng x không? Và thế y bằng x vào thì bạn sẽ được 2x là bằng 5. Như vậy x bằng 5 phần 2. Y tương ứng bằng x cũng bằng 5 phần 2. Như vậy anh tìm được vào đồ điểm B. Ổn không? Ơi. Ừ em ạ. À. Trừ. Bởi vì em thấy cả cái bài này đâu có cái gì ngoài cái tích phân đâu. À, cái này hả? Vẫn vẫn bị trừ đó, bởi vì em thấy thực tế cái bài này chỉ có một là cái công thức ha, hai là cái miền đế ha, ba là cái gì, ba là hai cái tích phân ấy thôi. Như vậy mỗi cái này là nửa điểm rồi em nhé. Ok chưa? Bây giờ cô hướng dẫn các bạn này, nếu như trong trường hợp bạn muốn sai thử ha. Này chắc hay để cô nói riêng hả? Tích phân. Phân nha. Tích phân của cái gì? Trong trường hợp này cái hàm của mình á là x cộng 2y đúng không? Đương nhiên cái này chỉ mang tính chất kiểm tra kết quả thôi nhá. Của x là chạy từ 1 tới 5 phần 2. X ha, from 2 ha. From 1 to bên 2 y from x to 5 to the x thử ha. Cho ra kết quả này các bạn. Phân này, x này, đây, dx, dy trước này các bạn, tức là lấy nguyên hàm theo y trước đó, sau đó lấy nguyên hàm theo x sau. Như vậy bạn được biểu thức này là cho ra kết quả là, xin lỗi, đây cho ra kết quả đây và gần bằng đây. Thì như vậy bạn sai cái này thì bạn có thể lại xem là mình đã tính đúng hay chưa thôi, được chưa? Chứ không phải là lấy cái đó mà để làm kết quả luôn, được chưa nào? Nếu như tự nhiên bục một cái có kết quả thì đương nhiên thầy cô không bao giờ cho điểm của bạn. Bạn phải để tính toán từng bước một, nhưng mà cái này có thể dùng để check lại, được chưa?
mình làm đúng hay chưa. Ok chưa nào? Ổn không? Tiếp ha. Mục số 6. À, 6 tích phân đường loại 2 không phụ thuộc đường đi, công thức Green biên của một phần hình tròn. Ok ha. Bạn ơi đói bụng chưa các bạn? 6. À, bạn phải hiểu rằng là hôm nay các bạn chỉ học một hai buổi phải không, mà cô là phải dạy ba lần đó. Đấy. Cô nào sai hả em? Nào chỗ nào, chỗ nào? Chỗ chỗ nào sai? Trừ 10 ít pin à? Chỗ nào hả? Trừ 10. À đây 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 đây. Ừ. Biết sao hôm nay là cô nói được nhá, nhưng mà cô ghi vừa nói vừa ghi thì nó bị vậy thôi. Ừ. Có đó. Đúng không? Này là chắc chắn là cô nói, là cô nói đủ á, mà ghi là ghi thiểu. Đường loại 2 không phụ thuộc đường đi là 1, công thức Green biên là hãy là 2 rồi, ok ha. Đường loại 2. Mục số 6. Mục số 6 này. Đường loại 2 ha. Green là 1 nhá. Và không phụ thuộc đường đi là 2. Ở green này chỉ lấy là đường tròn đúng không? Một phần của hình tròn, một phần hình tròn ha. Biên, biên đường đi á là lấy ha, trên biên nha. Một phần của hình tròn. Bây giờ nói lại này, công thức green này là nói cái gì? Ở cả hai cái này bạn đều cần phải tính tích phân đường loại 2, y sẽ bằng tích phân ở trên L ha. Green là trên đường cong kính, được chưa nào? Lấy theo chiều dương như đó, giả sử lấy theo chiều dương đi ha, P, D, X. Hoặc là trên L được, lấy theo chiều nào đó, có thể âm hoặc dương, được chưa nào? Thì nếu như trong trường hợp mà bạn có là cái đường L này là đường cong kính ha, lấy theo chiều dương á, thì nó sẽ đưa được về, xài công thức Green ha, thì nó sẽ đưa được về thành tích phân ở trên miền D, nhá. Bây giờ để cô ghi công thức thì cô xóa cái dấu trừ này đi ha. Nếu như có dấu trừ thì bạn thêm trừ ở bên này thôi. Như vậy đưa về tích phân hai lớp trên D ha, của chi các bạn? Phẩy theo ít phải không? Trừ đi phẩy theo ít đúng không? Phẩy ít phẩy y, được nhá. Đó. Thì đây là công thức Green, được nhá nào. Chừng nào mà đường cong kín, L kín thì sai Green, được nhá. L kín này. Các bạn lưu ý này. L á là đường cong thì có lấy theo chiều dương, tức là nó có chiều. Nhưng mà một khi đã đưa về tích phân hai lớp trên D thì nó không có chiều nha các bạn. Nó chỉ đơn giản là tính tích phân hai lớp trên cái miền đó thôi. Thế nào? Mà nếu như trong trường hợp này là biên là một phần của hình tròn thì bạn có thể là đưa về tọa độ cực để giải cái tích phân D này đúng không? Thế nào? Và cách giới hạn phi thì cũng tương tự như phần trước, thì tí nữa cô sẽ lấy một bài để làm mẫu cho các bạn. Thứ hai, tích phân không phụ thuộc đường đi. Thì vẫn là cái tích phân y ha. Trên L này, P, D, Y cộng với Q, P, D, Y cộng với Q, D, Y. Các bạn ở đây, nếu như một khi tích phân không phụ thuộc đường đi thì quan trọng là đi từ điểm A tới điểm B, L ha. L này đi từ A, tức là xuất phát là từ A mà tới B dọc theo cùng L, được chứ nào? Thì trong trường hợp này á, các bạn sẽ làm gì các bạn? Kiểm tra ha, nếu như kiểm tra bạn tính P phẩy theo Y này, Q phẩy theo X này, thấy rằng hai đường này bằng nhau mà ha, P phẩy theo Y bằng Q phẩy theo X, thì suy ra được tích phân không phụ thuộc đường đi. Thế nào? Và từ đây bạn sẽ chọn lại đường đi. Thế nào? Chọn lại đường đi ha. Thì đây bài này thì cô sẽ lấy một bài hôm qua làm để sửa luôn. Thế nào? Giờ tìm cái bài green trước này. Green, green ha. Ừ, khoan từ từ. Rồi. À, nếu... Tròn.
Bài này cũng được đó hả? Đây, bài này được này. Trên đường công kỵ này. Rồi, thử ha. Cô sẽ bổ sung cái đề này lại, sửa cái đề này lại một chút xíu để cho nó khó hơn. Bây giờ giả sử bạn cần tỉ tiết phân đường 12 trên đường công kỵ, biết L là biên của miền đấy nhá. Nhớ cho cô nhá, một khi mà bạn nghe chữ biên đấy nhá. Là biên này. Của miền ha. Miền gì? D có đặc điểm là gì nào? X bình cộng với Y bình nhỏ hơn hoặc bằng 4. Lấy là x nhỏ bằng 0 và y nhỏ bằng 0 luôn, đấy nhá nào. Thì như vậy trong trường hợp này bạn thấy này, một khi mà nhắc đến chữ biên của miền đúng không? Thì chắc chắn cái đường L này là cái lấy theo chiều dương ha, nhớ phải chiều dương này. Hoặc là lấy theo chiều âm đi ha. Lấy theo chiều âm thì sao? Chiều cùng chiều kim đồng hồ ha. Cùng chiều kim đồng hồ là âm ha, và ngược là dương, nếu như trong trường hợp miền này là miền đơn liên đấy nào, một biên. Bây giờ trong trường hợp này bạn sẽ có thể là vẽ hình phác họa sơ qua thế nào, và bạn sẽ xác định cho cô cái L này thực chất là cái gì. Bạn giả sử hình tròn thế này. Bây giờ cái miền này ha, là miền D này là miền nào và cái biên của nó là phần nào? Nói cho cô nào. Bằng 2 đúng không? X nhỏ bằng 0 và y lớn, x nhỏ bằng 0, y nhỏ bằng 0, như vậy miền D là miền này đúng không? Như vậy trong trường hợp này cái biên L này sẽ là biên nào của bạn? L này sẽ gồm có 3 đoạn. Phần này là 1 ha. Phần này là 2 ha. Và cái cung tròn này là 3. Hơi mẹo thì được nhá. Rồi. Như vậy ở đây lấy cung chiều kim đồng hồ. Như vậy sẽ đi theo chiều này này. Đi qua đây và đi qua đây. Được chưa nào? Tức là cái biên L này sẽ là 3 phần cộng lại và ghép lại với nhau thì nó sẽ là kín. Được nhá. Như vậy trong trường hợp này bạn thấy gì nào? Đầu tiên là đặt phải không? Đặt gì? B sẽ là 2y trừ đi x mũ 3 trừ đi 3 đúng không? Q sẽ bằng y mũ 3 trừ đi x bình đúng nhá. Từ đây bạn sẽ suy ra được P phẩy theo y và Q phẩy theo x ha. P phẩy theo y đạo hàm theo y thì còn được 2 đạo hàm theo x sẽ được là gì? Trừ đi 2x đúng không? Rồi ha. Như vậy ở đây bạn có gì? L này là kỵ này. Nói đàng hoàng hơn là PQ ha, khả vi liên tục ha. L kín. Lấy theo chiều ống đúng không? Do đó áp dụng công thức Green bạn có gì nào? Tích phân Y. Tích phân ở trên L lấy theo chiều ống này, đấy nhá nào. Của PDI cộng với QDX ha. Sẽ đưa về tích phân hai lớp ở trên miền D đấy chứ nào, của cái gì các bạn, của v phẩy theo x trừ đi v phẩy theo y đúng không? Như vậy trong trường hợp này sẽ là tích phân hai lớp ở trên D có dấu trừ ở trước này vì đây là lấy theo chiều âm này, của gì nào, q như vậy trừ 2x này trừ đi 2 đúng không, dx dy đấy chứ nào, và lượng này đổi dấu trừ lại thì bạn sẽ được là thành dấu cộng 2x cộng 2 dy ha. Với D bằng gì? Với D là chỉ là cái miền mà người ta cho ở trên này rồi ha. Với D cho rồi nhưng mà ghi lại cho con với D ha. Bằng. Ở đây là x nhỏ hơn hoặc bằng 0 và y nhỏ hơn bằng 0. Như vậy trong trường hợp này tích phân đây là một phần của hình tròn, do đó bạn sẽ đưa về gì của bạn? Và đúc cực đúng không? Thế nào? Đặt gì nào? X sẽ bằng R cột phi, Y sẽ bằng R sin phi đúng không? Giao của B sẽ bằng R. Được chưa nào?
Trong trường hợp này bạn sẽ suy ra được cái miền đế phẩy của mình sẽ như thế nào? R trong trường hợp này sẽ chạy từ 0 tới bán kính 2. Pi sẽ chạy gì các bạn? Trừ pi đến trừ pi chia 2 đúng không? Thế nào? Rồi, hoặc là pi tới 3 phi chia 2 cũng được nữa nhé. Từ đây bạn trả qua bạn suy ra được y bằng. Ít phân ở trên đế phẩy ha. Con 2 để ra ngoài ha. X sẽ là R cột này. Cộng 1 này. Nhân với giao của pi là R. R đến phi nhé. Thì về chỗ này tích phân có thể tách ra cần R riêng và phi riêng đúng không? Tách ra hai tích phân sắp đi đúng không? Ở đây thậm chí là 4 ha. 4 à, tức là cô làm thế này này, hai tích phân hai lớp ở trên đế phẩy ha. R bình của phi này. R đến phi cộng với hai lần tích phân ở trên đế phẩy. Một lần R thôi đúng không? R đến phi đấy nhé nào. Như vậy chỗ này bạn sẽ có gì? Hai lần tích phân 0 tới 2 nhé nào. R bình dr nhân với tích phân cần từ trừ pi tới tới trừ pi chia 2 nhé nào. Cột phi đế phi đúng không? Cộng với hai lần tích phân ở đây là 0 2 r dr và nhân với tích phân cần từ trừ pi đến trừ pi chia 2 đế phi ha. Từ đây bạn tính ra bạn trả vào bạn cho ra kết quả được chưa nào, bạn hiểu cách làm các bạn rồi. Cô thấy tình hình là hình như lớp mình cũng ao ra khá là nhiều, tức là đa số các bạn cũng khá là mệt đấy nhá, cũng đánh giá các bạn lười không, chắc là cũng mệt rồi, nên là phần này các bạn tự tính ha, thế nào mình biết rồi thì mình tự tính, cô chỉ giới thiệu thêm để bạn nắm thôi ha. Bây giờ tiếp này, tích phân không phụ thuộc đường đi, cô sẽ nói nhân cái bài hôm qua, thực tế cô cũng mệt các bạn ạ. Dạ ngay ha. Tích phân không phụ thuộc đường đi. À, ừ rồi, đây chạy đi. Được chưa bạn? Cô đi ha. Ai cô gửi lại cho lớp mình mà. Nhá. Rồi. Bây giờ các bạn có này, trong trường hợp này có AB như vậy cô vẫn thay A là bằng bằng 3, B là bằng 1 ha. Như vậy Y này sẽ bằng gì? B là bằng 1 như vậy E mũ X ha, sin Y. 3 trừ đi 1 là 2. B là bằng 1 như vậy là E mũ X ha. 1 Y. Trừ đi 3 là X bình Y. Trừ đi Y bình. Được chưa nào? Để Y ha. Với L là đường cong có phương trình đi từ điểm này đến điểm kia. Ở bài này dễ cái là người ta đã bảo là chứng minh rằng Y này không phụ thuộc đường đi rồi. Nha, không phụ thuộc đường đi. Được như nào, và tính tích phân y. Như vậy trong trường hợp này các bạn, nếu như đã biết là tích phân không phụ thuộc đường đi thì cái phương trình này chẳng qua là để làm rối các bạn thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì hết, được chứ nào. Bây giờ bạn chỉ cần đi kiểm chứng xem nó không phụ thuộc đường đi là một này và quan tâm đến điểm đầu và điểm cuối thôi ha. Như vậy trong trường hợp này đặt gì? PQ P chính bằng nguyên cả lượng này, copy xuống ha. Q sẽ bằng lượng bên kia. Thế nào? Rồi. Từ đây bạn tính đạo hàm gì? P phẩy theo y ha. Suy ra P phẩy theo y bằng gì? Đạo hàm theo y xem x là hằng số. Như vậy sin đạo hàm thành cột. E mũ x cột y ha. Trừ đi 6 lần x y. Q. Đấy nhá. Q phẩy theo x sẽ bằng gì? Phi ha, hai lượng này bằng nhau.
suy ra tích phân y không phụ thuộc vào đường đi. Thế nào? Bây giờ này, bạn không cần vẽ hình cái đường cong L mà, nhưng mà bạn cố khuyên là nên vẽ cái điểm ra để bạn nhìn vào hình bạn đi cho đúng đường, được nhất nào. Vậy trong trường hợp này bạn sẽ có tọa độ điểm O là 1 và điểm gì? A là điểm có tọa độ là 21, được nhất là 2 có nghĩa là x bằng 2 và y bằng 1 ha. O này. 2 x bằng 2 và y bằng 1, đây 2. Thì 1 trên này. Thế nào? Nhưng mà đây là tọa độ điểm A, được chưa nào? Bên này là y ha, bên này x này. Bạn nhớ là đi từ đâu tới đâu, đi từ A tới B, như vậy A là điểm xuất phát và B là điểm kết thúc nha. Hôm qua là nhiều bạn là đi ngược hướng, như vậy đi từ A các bạn mà tới O ha. Các bạn có thể đi đường này cũng được, hoặc là bạn nào thích thì đi qua đây, đi xuống đây cũng được, được nhất là đi kiểu gì thì kết quả nó cũng giống nhau. Như vậy trong trường hợp này bạn có gì, nhớ là lấy các đường song song với trục tọa độ ha, đi qua điểm C, đi qua điểm B ở đây ha. Chọn lại đường đi, muốn tính thì chọn lại đường đi. Tọa độ của B sẽ là 2 0. Vậy nhá, nhiều bạn nhầm không hai cái là thôi là đi luôn cả bài luôn á. Như vậy ghi hết sức cẩn thận, vậy nhá nào. Thì trong trường hợp này bạn phải tính AB. AB là cái đoạn này thì đi qua đường này đúng không? Như vậy là x bằng 2. Lúc này y sẽ đóng vai trò là biến, thì y sẽ chạy từ y của điểm xuất phát là A là bằng 1 đến y của điểm kết thúc là y của điểm B bằng 0. Đúng không? X bằng 2 như vậy suy ra dx là bằng 0 luôn. Ghi luôn ha. Tiếp tục bạn có gì? BO. BO thì phương trình sẽ là y bằng 0 đúng không? Đây là trục OX là y bằng 0. Thế nào? Lúc này x sẽ đóng vai trò là gì các bạn? Biến sẽ chạy từ x của điểm B là bằng 2 đến x của điểm O là bằng 0 đúng không? Lúc này có luôn dy bằng 0. Được chưa nào? Từ đây bạn sẽ có tích phân y ban đầu sẽ bằng y ở trên AB cộng với y ở trên BO. Được chưa? Giờ nhìn lại cái hàm của chúng ta nào. Cô copy cái này xuống như vậy nhìn ha. Bây giờ bạn có gì nè? Y ở trên AB ha. Để bằng này. Y ở trên AB thì dx bằng 0. Như vậy nguyên cả cụm này là bỏ, không tính nữa. Bây giờ bạn chỉ nhìn vào cụm này thôi ha. Cụm này thì chỗ nào có x lại thay bằng x bằng 2. Được chưa? Như vậy ở đây bạn có gì? Tích phân cần này, cần dưới sẽ là 1, cần trên sẽ là 0 này. 1, 0 ha. Chỗ nào có x thay bằng 2 như vậy ở chỗ này là e mũ 2 nhân với cos của y. Được chưa? Trừ đi 3 lần x bằng 2, như vậy 3 nhân với 2 bình phương là nhân 4 là 12, y trừ đi y bình, thấy chưa nào? Để y. Nhiều bạn sai chỗ này ha. Còn với tích phân cần từ 2 tới 0, đây 2 tới 0 này của bao nhiêu? Chỗ nào có dy là bằng 0, như vậy nguyên cụm này bỏ, bây giờ chỉ nhìn vào trước này thôi, được chưa? Trước này chỗ nào có y lại thay bằng 0, như vậy chỗ này sin 0 là 0 này, chỗ này không bỏ này, chỗ này còn lại 2x thôi ha. Đây gì các bạn? Để được chưa? Từ đây bạn tính nguyên hàm lên thì bạn cho ra kết quả. Thế nào? Nguyên hàm theo y như vậy sin đạo hàm sin cos như vậy e mũ 2 ha. Sin y này trừ đi 6 y bin này trừ đi y mũ 3 chia 3. Thế cần bao nhiêu bạn? 1 0 ha. Còn với x bình thì cần 2 0 và từ đây bạn tính cho ra kết quả. Được chưa nào? Như vậy bài này quan trọng nhất là cách các bạn chọn lại đường đi. Nhớ kỹ là điểm xuất phát, điểm kết thúc để không bị nhầm nhé. Rồi, ok ha. Rồi, như vậy phần này xong nhờ bạn. Tiếp. Mục số 7 ha. Tích phân mặt loài 2 công thức GO biến hình trụ. Cái bài này là siêu dễ luôn rồi. Và bài cuối là chứng minh trường thể tìm hàm thể vị. Đấy nhá nào. Thì đây chỉ là hai phần mà hôm nay chúng ta vừa học. Là buổi sáng thì xem lại kỹ cái phần số cuối cùng cho cô ha. Giờ mục số 7 này là tích phân mặt loài 2 ở S kính nhá và dùng công thức GO. Bạn đợi cô ha.
Rồi, bây giờ add kiện go over ở hình trụ nha các bạn. Như vậy trong trường hợp này á, thì bạn dùng ngôn từ go thì nhớ là tích phân có thông lượng gì hả? Tính phân mặt loại hai ha. Nói chung là cái này các bạn cũng phải đề phòng cái công thức thông lượng cho cô. Được chứ, là nếu như người ta bảo là tính thông lượng thì bạn tự ghi lại công thức thông lượng ha. Công thức thông lượng thì cũng giống như công thức tính phân mặt loại hai luôn. Tính bằng gì? P DI DZ ha. Cộng với Q DZ DX cộng với R DX DI. Được nhất nào. S kín. Kín như vậy sẽ dùng GO ha. Vì S kín này. Đây là dùng GO này nhá. Nếu như mà trong trường hợp này kín mà hướng ra ngoài nhá, hướng ra ngoài thì bạn đưa được về tiếp phân ba lớp thứ nhất nào. Hướng ra ngoài này. Tức là bên ngoài á, thấy chưa nào? Phạm vector hướng ra ngoài. Phạm vector ha. N hướng ra ngoài nhá. Thì bạn sẽ đưa được về P phẩy theo X cộng với Q phẩy theo Y cộng với R phẩy theo theo Z. DX DY DZ. Thấy chưa nào? Bài này thì gọi là siêu dễ rồi các bạn ạ. V bằng gì nào? V là biên của hình trụ, được chưa nào? Như vậy nó sẽ dạng là x y z này nhá. Thường là x bin còn y bin nhỏ hơn hoặc bằng mấy các bạn? A bin chẳng hạn, được nhá. Ở đây cô giả sử như cho chị chẳng hạn. Thì bài này cũng giống như trường hợp tích phân ba lớn ở bên trên á, bạn phải để ý là liệu có cái x lớn không, y lớn không, nhỏ không gì đó để bạn bạn để ý là bạn chặn cái phi cho nó chính xác khi mà đổi biến, được nhất nào. Rồi là z người ta sẽ cho chạy bao nhiêu đây, được nhá. Thì như vậy cái phần này là nhìn chung là giống ở phần trên, chỉ có khác là công thức go này thôi, thì bạn ráp vào là như xong, đúng không? Cái phần này coi lại ở cái phần mục số 2 ha, tiếp phần ba lớp ha. Được các bạn, có cần phải nói kỹ cho ví dụ không? Được thì bảo cho, được thì được rồi ha. Rồi đợi 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 cô nói nhanh thôi ha. Biến hình trụ ví dụ đây nha. Bây giờ cái này là tích phân mặt loại hai đúng không, với S là mặt ngoài đúng không, thì của biên hình trụ như vậy một khi mà bạn thấy chữ biên thì bạn nhớ cho cô là kín ha, dùng go ha, mặt ngoài như vậy là lấy dấu cộng ha. Cái này đặt là p này, cái này đặt là q, cái này đặt là gì, r. Nhớ r là cả trừ 4 z nha các bạn. Như vậy bạn sẽ có, cô làm nhân p phẩy theo x sẽ bằng 3 x bin ha, q phẩy theo y sẽ bằng 3 y bin đấy nhá, r phẩy theo z sẽ bằng trừ 4 nhá. Như vậy áp dụng công thức GO thì tích phân K ở bên trên ha. Để đưa về tích phân ba lớp thì bên ngoài nên là dấu cộng này. Cộng thì có thể không cần ghi. Của ba thằng này cộng lại với nhau như vậy được 3 lần x bin cộng với 3 y bin trừ đi 4 đúng không? DX DY DZ ha. Rồi ha. Trong đó V là gì các bạn? Với V này á là biến hình trụ đúng không? V này thì ghi lại ha, chép lại đây nha. Như vậy trong đó thỏa mãn là x bin cộng với y bin sẽ nhỏ bằng 4, z chạy từ 0 tới 3 được nhá. Như vậy trong trường hợp này bạn lại đổi biến qua toàn độ cực, à xin lỗi, toàn độ trụ, x sẽ bằng r cột phi ha, y sẽ bằng r sin phi, z bằng z được nhá nào. Jacobi bằng r. V phẩy R sẽ chạy từ 0 tới 2 đúng không? Trong trường hợp này lấy nguyên hình chiếu là nguyên cái hình tròn như vậy phi 0 2 pi. Z sẽ chạy từ 0 tới tới 3. Nhớ nào. Như vậy từ cái tích phân này bạn sẽ đưa được K sẽ bằng gì? Tích phân V phẩy trên V phẩy ha của 3 R bin này trừ đi 4 này nhân với Jacobi là R này, DR D phi DZ. Như vậy chỗ này có thể tách ra làm ba cái tích phân sạc đi đúng không? Đó, đấy nhá. 0 2 nguyên cả cụm này theo R rồi, như vậy 3 R mũ 3 trừ đi 4 R ha, DR này. D phi 0 2 pi ha.
À, chết. Không ba, được nhé nào. Từ đây bạn tính ra cho ra kết quả, được nhé. Bây giờ cô sẽ đánh lại vào cái phần cuối, đó là minh trường thể và kim hàm thể vị nhé nào. Tắm ha, chứng minh trường thể, kim hàm thể vị là buổi sáng chú ý nhá. Bây giờ thứ nhất này, trường vectơ F là trường thể, à xin lỗi, F là trường thể. Trường thể ha. Khi và chỉ khi là rốt F phải không? Vector xoáy đúng không? Còn vector không, được chưa nào? Với mọi điểm, nhá, với mọi x, y, z, nhá, thuộc vào cái miền chúng ta đang xét. Kim hàm thể vị, à, rốt F này thì là bằng gì? Cô tỉ luôn, tỉ copy thế ha. Rốt F này chỉ là bằng y, g, k là ba vector đơn vị này. Nha. Trong đó P, Q, R là ba thành phần của F. Thế nào? Bây giờ cô nói này, cái trường vectơ F này có dạng là P, Q, R nha bạn, ba thành phần ha. Lúc này bạn tính cái định thức này ra thì y sẽ nhân với này định thức con tương ứng, như vậy chỗ này sẽ là R phẩy theo y trừ đi Q phẩy theo z cộng với g ha, thì sẽ nhân đổi dấu lại P phẩy theo z trừ đi r phẩy theo x ha, rồi cộng với k thế nào, thì sẽ nhân với định thức là q phẩy theo x trừ đi p phẩy theo theo y thế nào. Bạn phải kiểm chứng rằng được cái này bằng vectơ không nhé, là ok. Bây giờ tìm hàm thể vị u, hàm thể vị ha, u là hàm thể vị này. Thì bạn muốn tìm thì bạn sẽ chọn một cái điểm x0, y0, z0 miễn sao đảm bảo là PQR xác định là được ha. Lúc này bạn sẽ thu được cái hàm u này sẽ đảm bảo công thức như sau. Cần từ x0 tới x ha. P x y0 z0 dx nhé nào. Cộng với y0 q x y z0 được nhá. DI cộng với Z0 ha, Z R X Y Z Z nhé. Như nào? Bây giờ cô lấy một bài làm từ đầu đến cuối cho bạn xem này. Y không đến y. Rồi, ok, thank you bạn. Rồi. Đâu hàng? Minh trường thể. À, chứng tỏ F là trường thể và kim hàm thể vị biết rằng ha. Bây giờ thứ nhất các bạn, bạn sẽ xác định ba thành phần PQR của cái hàm này, được nhá nào. Bạn có P bằng gì nào? Đặt ha. P sẽ bằng cùng thứ nhất sẽ là 2x y z này cộng với y z cộng với 2x. Q bằng cùng thứ hai. R sẽ bằng cùng thứ ba. Nhá. Bây giờ từ đây bạn sẽ tính cho cô P phẩy theo. P là ứng với thằng đầu tiên đúng không? Thì bạn sẽ không tính theo x mà tính theo hai cái thằng còn lại, đó là theo y và theo z nhé nào.
Đào hàm theo y được bao nhiêu? Bên này đào hàm theo z sẽ là được 2xy cộng với y ha. Tương tự q theo z và q theo x vậy nhé nào. Rồi, theo x. Rồi, tương tự R. R phẩy theo x là 1 và R phẩy theo y là 2. R phẩy theo x được 2xy cộng với y. Thấy nhé nào. Rồi, đạo hàm theo y. X bình cộng với x cộng với 1 nữa nhé. Bây giờ bạn khẳng định như sau, f này là trường thể có rốt f bằng bao nhiêu? Chỉ là bằng cái định thức trên này đúng không? Mà định thức này cô ghi ghê quá nên cô sẽ ghi lại thế nhé nào. Rồi ha, chỗ này có gì? Chỉ là bằng vector y nhân với, cô đau hỏng rồi nên thành ra cô bớt nói ha, còn với g trong trường hợp này bạn sẽ có, bạn check giúp cô ha. Rồi trừ đi b phẩy theo y đúng không? Bây giờ bạn đánh dấu trên này là sao ha? Bạn check này. R phẩy theo y và quy phẩy theo z, R phẩy theo y ha. Và quy phẩy theo z này. Hai đường này giống nhau như vậy không ha? Cùng thứ hai, p phẩy theo z, p phẩy theo z đây ha. Rồi là R phẩy theo x đây giống nhau ha. Cùng thứ ba, quy phẩy theo x. Đây. Hai lượng này giống nhau được chưa? Như vậy từ đây bạn sẽ được là 0y 0j 0k đấy nhá. Như vậy bằng vector 0. Vậy suy ra được là gì ạ bạn? F này là trường thể đấy nhá. Rồi, bây giờ tìm hàm thể vi u bạn tìm như thế nào? Bạn có PQR này, copy lại ô copy ra ha. Bây giờ hàm U sẽ có dạng gì nào? Gọi U là hàm thể vi nha các bạn. Bạn sẽ chọn luôn bộ x0, y0, z0 xem nó bằng bao nhiêu. Thì trong trường hợp này đây là đa thức hết, ba hàm này đa thức nên do đó nó sẽ xác định với mọi x, y, z trên error đúng không? Nên tốt nhất bạn chọn luôn cho cô bộ 000 cho nó đơn giản được nhé nào. Suy ra lúc này cái hàm u ráp vào công thức sẽ là gì? Công thức cô ghi trước này, x0 đến x này. P y0 z0 x ha. Cộng với y0 y z0 được nhá. Cộng với z0 z. Ha. Đường này ráp vào sẽ được 0 tới x của này. Hàm P này chỗ nào mà có x thì giữ nguyên, chỗ nào mà có y và z thì thay bằng y0, z0. Như vậy bây giờ bạn sẽ thay như sau. Chỗ này có y có z là thay bằng 0, như vậy cụm này 0 này, y z 0 này, bên này x này, như vậy còn lại 2x thôi đúng không? Chỗ này còn lại là 2x. Thì x ha. Cộng với 0 y. Chỗ nào có z thì thay bằng z 0, như vậy đây z z z không hết ha, như vậy không để ý ha. Cộng với cùng thứ ba, không z chữ nguyên, chỗ này error, như vậy x bình y này cộng với x y này cộng với y này d z này thấy nhá. Lúc này lấy nguyên hàm thì là buổi sáng cô sợ bạn hiểu nhầm á, bởi vì là lúc lúc sáng cái hàm nó dễ quá, nhưng mà bây giờ bạn để ý này,
Chỗ này đang lấy nguyên hàm theo biến x đúng không? Như vậy cùng thứ nhất bạn có 2x đúng không? Nguyên hàm lên bạn được x bình nhá. X bình này. Và vẫn thế cần x bằng 0 và x bằng x đó ha. Còn với chỗ này không là bỏ rồi. Chỗ này gì? Nguyên hàm theo z mà đây hoàn toàn không có z, như vậy nhân thêm cùng z vào đúng không? Y này. Còn với x y này, còn với y này. Nhân z này. Và thế cần z bằng 0 và z bằng z á, được nhá. Tự động cộng c vào ha. Chỗ này thì bạn sẽ được là gì? X bin nhá. Cái hàm này có x bin mà chỗ nào có x bạn lại thay bằng x, như vậy nó là x bin, tức là bạn bê nguyên cái hàm bạn rạp xuống như con. Trừ đi cần giữa là x bằng 0, như vậy trừ đi 0 đúng không? Có thể không ghi cũng được. Nhá nào. Đó là x cộng 0 khỏi ghi ha. Còn với cùng bên này thể z bằng z, như vậy bê nguyên cả cái hàm này xuống nhá. Có nghĩa là bê nguyên hàm này xuống. Cần dưới z bằng 0 đúng không? Z bằng 0 mà nhân với nguyên cả cụm này thì nó bằng 0. Bỏ luôn ha. Còn với C. Như vậy U là hàm này. Vậy U x y z bằng chỉ là hàm này. Bạn hiểu cái cách làm này không? Ai hỏi gì nói không? Y không trên à, rồi cái này là nhắc nhắc cô hồi nãy đúng không, có ai hỏi gì hả, các bạn hiểu cái làm này không? Hỏi nào. Không rồi. Cô hỏi không thì coi như sống à. Thôi à, cô sẽ dừng file ở đây.